Nhân chào cô chú, anh chị và các bạn. Bữa nay ba chị em có dân đi trải nghiệm du lịch ra Ba Hòn Đầm. Đây là Ba Hòn, thành phố, huyện Kiên Lương, thành phố Hà Tiên. Giờ ba chị em mình có thuê chiếc thuyền này để đi nè. Rồi giờ ba đứa mình xuống. Dân mời cô chú, anh chị và các bạn đi trải nghiệm cùng dân nha. Ôi, dốc dữ vậy. Này xây sóng dữ không ta? Em gô hả? Rồi giờ mấy chị em mình xuất phát ạ. Đó, rồi bến rồi đó nghe. Đó, thấy không? Thì mắc rưỡi luôn. Nè, ngồi đi. Đây ngắm cảnh luôn á. Ra ngoài biển rồi, ra ngoài hòn im lắm, an toàn là đồ biển tươi không à. Ngon. Cả đó. Nha, à, nhìn thấy mấy cái biển cái núi kìa im lại ha.
Sáng rồi, sáng mời kìa. Nước sạch. Ê kìa thấy không? Mày kìa, chị nói cá mà. Thấy không? Ừ, chị nó giống cá cơm đó, thấy không? Thấy chưa? Ừ, cá bự bự đầy dưới kìa. Thấy không? Ô mềm nè. Rồi, tới rồi nè, mình đi xung quanh vòng du lịch thứ nha. Kệ đi lên, hồi xuống lấy. Kệ đi đi, hồi xuống lấy. Lên đây em lấy cho. Em lấy tàu, lấy giùm. Trình mới tới đây thấy cá quá trời ham rồi kìa. Kìa, nó đầy hết trơn kìa. Kìa. Ê, coi chừng té nha. Để chị qua cái. Chinh nắm tay chị. Kìa, dậy hết trơn. Ít có cá bự cái nhỏ tầy luôn. Mấy chị em mình đi tới hòn rồi, giờ mình đi tham quan một vòng. Hạnh ha. Hạnh nhà bắt cá quen, ra tới đây thấy cá cũng mê Hạnh. Nó đầy hết trơn kìa, thấy ham quá. Nhiều không? Mấy chị em mình tới chỗ rồi, giờ mình bỏ đồ vô phòng để mình đi tham quan vòng trên đảo. Ê, cất đồ vô đây nha. 4 giường luôn. Phá cửa lại đi. Ba lấy gì nữa không? Đi. Đi đảo vòng vòng chơi. Tham quan. Rất là im ha. Trời, nước nó trong nè. Mình đâm tham quan xong cái mình đi ra đây mình mò mấy con nó vô mình nướng ăn. Ngon lắm. Con gì kêu kéo gì gì đó quên nè, mấy con ý mấy con nhỏ nhỏ nhất nữa. Mấy con này con gì vậy này, gì nó chín đụng cái nó quéo lại nó chín là chị nè, nói thiệt nó đậu nó ra nè, đây con ốc nhỏ nè, con này nè đụng nó quéo rồi, nó xè ra nè, đụng nó quéo lại nè chị, rồi nó quéo lại mấy con nhỏ nhỏ đậy chân ha. Thôi ham dữ rồi, đi đi. Chút mát mát một chút mà mình xuống mình mò. Đây là ba hòn tầm. Tại ở đây nó có ba cái hòn, bên đây hòn, bên đây đó hòn, bên kia hòn. Kêu bằng ba hòn tầm. Nước nó trong dễ sợ. Ừ. Bên đó quá trời đẹp kìa. Trời, mấy con ốc quá trời luôn. Đây chứ. Bò lên tới đây luôn nè. Ừ. Bởi vì ta kêu nước biển ha, mặn quá trời mặn. Mấy em cũng đụng lên nè, nó chích chích ta. Mình đang đi á là hòn Đầm Dương, còn bên kia là hòn Đầm Giếng. Ừ, cục đá nè, thấy không? Cái này đâu có đường đi đâu. Đi bằng đá không? Ô, quá trời im rồi. Ừ. Chín ngồi đâu chụp hình chứ. Đỡ em chị Hạnh ơi. Sao mệt chưa? Hơi. À, vậy lỗi thua chị rồi. Cái đùi xị xị vậy. Sao chụp hình không ra đó, chụp cho ông bôi. Chẳng ước giò lỗi đi. Cá đó. Rồi ngồi đãi đi. Quá đẹp luôn Trinh ơi. Ai ngờ tao ra lội thử mỗi chân quá ha.
Ủa, tụi Trinh còn đi sao dữ vậy? Chị đi chậm rồi đó. Chiều tắm biển không? Tắm. Chiều cho tắm biển hả? Ê, bên đó cũng có nhà người ta nữa kìa. Mình lội được nửa vòng rồi đó. Hả? Mình lội được nửa vòng rồi đó. Ôi, cái này đá im quá nè. Ừ, sạch sẽ ha. Lục bình ơi, nó lục bình nó đùa trên kia hết trơn à, nguyên một một ngắn luôn kìa. Ha, im ha. Ừ, có cái hòn nhỏ 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 đầy hết trơn. Nhưng mình ở ngoài đây làm gì sống trời. Người ta ở đây người ta còn có nghề có nghiệp người ta biết nha. Ừ, cục đá bóng hới luôn. Ừ, chắc sống đánh mòn. 100 năm bi đá vẫn mòn, 1000 năm bi miệng vẫn còn chơi chơi. Đá mòn chứ miệng không mòn. Chèn ôi cái cục nè kìa. Cái này giống như cái chài gì á, cái chơi nướng nè. Bóng nè trên. Ừ. Đây về làm quà cho mẹ. Đặc sản, đặc sản con nằm đó mẹ. Tưởng là đặc sản gì, sáng mấy cục đá hả? Yêu chỗ đó rồi đội im kìa ha. Đá nhỏ 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 không mà nó không có bị đau chân. Chiều nay mình sẽ lội đây. Bằng quẳng. Ừ. Chiều nay mình sẽ lội đây. Con gì con sủa chứ gì. Cho cái bãi này đẹp nè. Sao chó dữ vậy? Chỗ nào không có chó, chó giữ nhà. Đá bóng. Mề chỗ mấy con cá nổi hồi nãy à. Ơi nhà mình bắt cá ăn mệt thì ra đây gặp cá cũng thích ha. Nhà mình đâu có cá mà nổi dữ vậy? Nước nó đục quá nổi đâu thấy. Mình bắt mình đâu có biết nó con chỗ nó có cá đâu, mình bắt lại hả? Nhưng mà con này mình thấy nó nổi. Quá trời luôn. Này chị Út Duyên Nhung theo là mê chết luôn. Ờ, mai mốt về cái mình là bắt cho chị Út coi ha. Tiếc hồi hụi nè. Ủa mấy cái con ốc con quá trời luôn. Chị Trinh này, Trinh này mê xuống nước rồi. Trinh nói chuyện này ra đi tắm biển rồi. Rồi tắm thoải mái luôn. Đi nào chán vậy ha. Kiếm cái đường lên núi. Ôi lên này dốc ngoài dữ ha. Ê có sợi dây mình đu lên. Không sao này bình thường mà. Mình lội hoài mà. Nhiêu đây mà thấm mà không? Đu sợi dây lên, đu sợi dây chắc vô. Dây mới được nha. Chính tới đâu rồi? Ô, chính tới đây luôn. Còn lên nữa. Lên thấy cái miếu trên này. Không lên cũng thở đó anh ơi. Đây đất nhang cái miếu nè. Cái gì mới có đoạn vậy dày lên sao ta? Còn mới mốt lớn tuổi nữa rồi sao ta? Mốt lớn tuổi là nghỉ à. Ở đây thờ bà Phật Quan Âm. Quan Âm.
dấu dấu trong này mới được. Có đâu, mấy anh chị này đi tự tử trong đó ra đây leo lên đây. Mình đi vòng qua đây. Đây em hai cây, một chỗ bên đây cây, bên kia cây. Này. Mấy chị em mình đi tới đây cũng giáp hòn đảo rồi, giờ mình trở lại nhà trọ kiếm gì ăn. Khoan nghe, để chị xuống trước chị níu cho. Được không? Được. Nắm nắm chinh mới được, nắm chinh. Cái khẩu trang luôn, bỏ mấy bỏ túi đưa nha, cầm khẩu trang đi, nắm dây. Nắm dây. Đây chị cầm cho. Nắm dây chắc vô nha. Chắc nha chinh. Rồi biết rồi. Ê, đâu có sao đâu. Không sao đâu. Nè, đi tới chị nè. Chị đi trước rồi chị đó. Ha. Dốc này khẩm ghê luôn ha. Đúng rồi. Thế sao rồi? Chị rất liền lo lại hả? Rồi, ba chị em mình ăn lẩu cá bóp với cá bóp kho. Hạnh này. Xôi nè, cho cá vô luôn. Nãy xôi chị mới tắt. Tắt được không? Quá trời ngon, cá bóp tươi đó. Cua cá bóp kho. Dĩ gao của mình nè. Ba chở ớt ba đứa. Bỏ vô đây luôn đi. Rồi, dân mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm cùng ba chị em dân nha. Mời cả nhà ăn cơm. Cho gạo vô ha. Dạ. Thôi mình ăn cá kho trước đi. Ăn cưới trước đi. Rồi, dân mời các bạn ăn cá bóp kho. Mời cô chú cho các bạn ăn cá bóp kho. Ăn thử chinh ngon chinh ơi. Em mới ăn cá kho lần đầu. Ngon quá. Ngon. Cái cảnh này đẹp quá Trinh. Dạ. Ăn xong đi mình xuống mình giăng lưới. Dạ. Nãy thấy cá mê. Ăn gao được rồi đó. Thường. Ăn đi Trinh. Lẩu ngon quá. Ừ. Cải cà chua. Cải cà chua. Gạo này chắc mắt lắm. Tại đây đâu có thấy chỗ nào trồng gạo đâu. Cái khứa nó ngon nè. Thơm quá, có thể thơm. Mình thiếu hai người mới 5 người ha.
video tham quan Ba Hòn Tầm của Dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.